Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thời gian ghi danh sẽ kết thúc sớm, khám phá sự khác biệt với Brand New Day. Rất cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình tin tức sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tiếp tục có những bản tin liên quan đến y tế. Đó là thứ nhất, đầu tiên là vào cách đây 2 ngày thì Sở Y tế của tiểu bang California khuyến cáo người dân về những có đến 10 trường hợp bị lây nhiễm vi khuẩn Salmonella đến từ ground beef, là thịt bò bằm đó thưa quý vị. Bởi vì họ tính đến thứ ba vừa rồi đó là có 10 trường hợp bị lây nhiễm rồi, mà có một người đã bị thiệt mạng, trong đó có 2 trường hợp đến từ tiểu bang California, 3 trường hợp ở Colorado, 2 trường hợp ở Kansas, 1 ở Iowa, 1 ở Oklahoma và 1 ở Texas. Thì 10 cái trường hợp mà lây nhiễm Salmonella từ thịt bò bằm này đó, thì CDC họ chưa có ra lệnh yêu cầu thu hồi, là bởi vì họ nói rằng thường đó Salmonella không có gây chết người, mà khi mà chúng ta nấu đó thì chỉ cần bảo đảm là quý vị nấu chín rồi cái nơi nhà bếp, thí dụ quý vị bỏ cầm cái thịt bò lúc mà nó còn sống đó, bỏ trong cái tô nào thì nhớ là phải rửa sạch, thì nó không có nguy hiểm cho tính mạng lắm. Cái trường hợp mà bị thiệt mạng có thể là do một người cao niên, cái hệ miễn dịch yếu. Bên cạnh đó thì vào sáng ngày hôm nay thưa quý vị, các giới chức họ cũng đã ra lệnh thu hồi đến 2 triệu pound thịt bò, xin lỗi quý vị, thịt gà sống. Đó là bởi vì nghi ngờ là cái loại thịt gà này của cái công ty này đã bị nhiễm kim loại trong lúc mà ở nhà máy đóng bao bì. Thì lệnh thu hồi được ban hành cho tổng cộng ở 8 tiểu bang thưa quý vị, và là những cái sản phẩm bán ra từ ngày 21 tháng 10 cho đến ngày 4 tháng 11 của một cái công ty có cái tên là Simmons Prepared Foods. Và 8 tiểu bang mà bị lệnh thu hồi gồm có Alabama, Arizona, Arkansas, California, Georgia, Minnesota, Oklahoma và Pennsylvania thưa quý vị. Nếu quý vị nào mà trong thời gian vừa rồi có mua cái loại thịt gà này ở những cái chợ Mỹ thì nên xem lại cái bao bì có phải là đến từ Simmons Prepared Food hay là không. Năm nay lễ tạ ơn sẽ rơi vào ngày thứ năm 28 đến cuối tháng 11 thưa quý vị. Thế nhưng mà bây giờ đó là Black Friday sale. Đúng rồi. Càng ngày càng các công ty mà trên mạng càng ngày càng muốn bán hàng sớm. Hồi sáng nay đó, bản tin Breaking News họ nói chứ, bởi vì năm nay, bởi ngày cái ngày lễ tạ ơn nó sát và họ không có đủ thì giờ để chuẩn bị cho Giáng sinh, cho nên hơi kề cận nhau quá, cho nên họ sẽ sell mạnh hơn. Và sáng ngày hôm nay, Amazon đầu tiên là bắt đầu khởi động cái chiến dịch Amazon Black Friday Deals Available Now. Tức là ngay bây giờ mà quý vị lên trên Amazon, quý vị sẽ mua được các mặt hàng Black Friday. Và các công ty trên mạng cũng thế, mà từ đồ gia dụng, quần áo vân vân, quý vị sẽ thấy một loạt năm nay họ sẽ bán sớm hơn thường lệ. Mà cái ngày bây giờ thì bắt đầu có một số rồi, nhưng mà cái ngày sớm nhất mà họ sẽ có Black Friday đó là 22 tháng 11, là ngày thứ 6 thưa quý vị. Cho nên là một lần nữa, càng ngày thì ở trên mạng nó càng nhanh hơn. Rồi giết đó, hầu như là tuần nào cũng có Black Friday đó. Trở lại với những cái chuyện nhức đầu liên quan đến chính trị, thưa quý vị, ngày hôm qua chúng tôi cũng đã loan tin liên quan đến kết quả bầu cử tại 4 tiểu bang, mà trong đó có 2 tiểu bang quan trọng cho đảng Dân Chủ. Kentucky lấy được cái ghế thống đốc. Sáng ngày hôm nay thì ông Bevin, tức là ông tạm gọi là ông cựu thống đốc đảng Cộng Hòa, có vẻ như muốn tranh chấp những cái số phiếu bầu mà ông nói đó, là có những cái việc bỏ phiếu nó hơi bất bình thường.
cho nên họ muốn xét lại những cái khu vực địa phương, và tại những cái địa điểm địa phương này ở Kentucky lại là những nơi mà có xíu bầu khác biệt ít nhất. Cách nhau đôi khi có một vài trăm phiếu hay đã, như thế thôi. Nhưng mà cũng khó lòng lắm, bởi vì ngay bây giờ thì ông vẫn chưa tuyên bố thua cuộc. Và ở tại Virginia thì hầu hết quốc hội, hạ viện, thượng viện, thống đốc rơi vào tay đảng Dân Chủ. Chưa hết thưa quý vị, ở Pennsylvania cũng vậy luôn. Mặc dù Pennsylvania không có cuộc bầu cử mang cấp cao như là thống đốc, nhưng mà các cuộc bầu cử địa phương từ cái ghế nghị viên cho tới giám sát viên ở Pennsylvania hầu hết rơi vào tay đảng Dân Chủ. Và qua đó, vào sáng ngày hôm nay, các thành viên của đảng Cộng Hòa đưa ra khuyến cáo với Tổng thống Trump, và họ nói kết quả bầu cử ở Kentucky, Pennsylvania, Philadelphia và Virginia là một dấu hiệu đánh thức, a wake up call cho Tổng thống Trump để nhất là các thành viên của đảng Cộng Hòa cho năm 2020. Đảng Cộng Hòa bây giờ họ đang lo năm 2020 Thượng viện nếu không có cái sự hỗ trợ và vận động mạnh mẽ đó, có thể rơi vào tay của đảng Dân Chủ luôn nữa. Mặc dù cái điều đó khó, nhưng mà ngay bây giờ đảng Dân Chủ đang có đà tiến, cho nên họ sẽ cố gắng lấy thêm các ghế của Thượng viện. Hạ viện thì khỏi nói rồi, không những không giữ được cái thế của mình, mà các vị dân biểu đảng Cộng Hòa ở Hạ viện cũng có thể mất thêm nhiều ghế nữa. Các vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa và các vị dân biểu sáng ngày hôm nay cũng rất là quan tâm với cái tiến trình này, thưa quý vị. Trong khi đó thì đảng Dân Chủ tuyên bố ngày hôm nay họ sẽ khởi động tiến trình luận tội ông Trump một cách công khai vào tuần lễ này. Tuần lễ này bắt đầu khởi động, và TV sẽ trình chiếu những cái cuộc điều trần, những cái cuộc chất vấn, và trong đó cho đảng Cộng Hòa được chất vấn luôn, chứ không phải những cái việc mà điều trần chất vấn đã diễn ra trong phòng kín mà chúng ta đã nghe thấy từ nhiều tuần lễ qua. Giờ đây chính thức thì đảng Dân Chủ tuyên bố tiến trình luận tội, bởi vì họ đã bỏ phiếu rồi, họ đã đồng thuận rồi, và tiến trình luận tội ông Trump đang được thực hiện bắt đầu vào tuần lễ này. Các nhân chứng bây giờ họ đang chuẩn bị hồ sơ hết, tất cả các nhân chứng sẽ ngồi trước ống kính truyền hình, đài phát thanh cũng sẽ trực tiếp tất cả những cái diễn biến này. Và đây là lần thứ tư trong lịch sử của nước Mỹ, và mới nhất là dưới thời ông Bill Clinton, giờ đây chúng ta lại nhìn thấy một tiến trình luận tội, và lần này là công khai, thưa quý vị. Vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức sáng nay sau một vài thông tin quảng cáo của đài. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.